kể từ khi chính thức công bố mục đích tồn tại là góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị vào năm 2023. Ajinomoto Việt Nam đã nỗ lực hơn nữa để cho ra các sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị, đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của người tiêu dùng cũng như góp phần giải quyết các vấn đề xã hội khác tại Việt Nam. Chúng tôi đã cho ra mắt các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe cho người tiêu dùng, bao gồm các sản phẩm giảm muối như là nước tương Phú Sĩ giảm muối và sốt dùng ngay kho quẹt, các sản phẩm giảm đường như dòng thức uống dạng bột Blendy, các sản phẩm giúp ăn nhiều rau hơn như là sốt mè rang, aji sốt. Đặc biệt, chúng tôi vừa ra mắt bánh xếp kiểu Nhật Gyoza nhân thịt heo và gà, mang đến bữa ăn dinh dưỡng và tiện lợi cho người tiêu dùng. Sản phẩm bánh xếp kiểu Nhật Gyoza nhân thịt heo và gà thuộc lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới của Ajinomoto Việt Nam, ngành thực phẩm đông lạnh. Bánh có nhân mềm mỏng, vỏ mỏng mềm, chỉ với thao tác chế biến đơn giản trong 6 phút là đã có ngay bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ dinh dưỡng với hương vị chuẩn ẩm thực Nhật Bản ngay tại nhà. Song song với các sản phẩm chất lượng, Ajinomoto Việt Nam cũng đang đẩy mạnh các sáng kiến dinh dưỡng nhằm cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe cho cộng đồng. Điển hình như dự án bữa ăn học đường mang đến bữa ăn bán trú dinh dưỡng cho học sinh tiểu học toàn quốc, chương trình dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em nhằm cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe cho bà mẹ mang thai, cho con bú và trẻ em dưới 5 tuổi. Trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe, chúng tôi đang đẩy nhanh giai đoạn 2 của dự án bữa ăn học đường để các học sinh đang theo học tại các trường không có bếp ăn vẫn được thụ hưởng lợi ích từ dự án. Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, công ty đang triển khai dự án khoai mì bền vững giúp tăng thu nhập cho người nông dân, đảm bảo nguồn cung khoai mì bền vững, giảm phát thải CO2, đồng thời thúc đẩy tái chế giấy, tái chế nhựa, lập kế hoạch phát triển hệ thống năng lượng mặt trời để tạo ra điện năng tái tạo, qua đó góp phần giảm tác động đến môi trường tự nhiên. Chúng tôi đang triển khai dự án khoai mì bền vững giúp tăng thu nhập cho người nông dân, đảm bảo nguồn cung khoai mì bền vững, đồng thời giảm phát thải CO2. Thông qua những dự án này, chúng tôi đã và đang không ngừng nỗ lực để đóng góp cho sức khỏe và hạnh phúc của người dân và xã hội Việt Nam. Hiện nay, dự án bữa ăn học đường đang mang đến bữa trưa cân bằng dinh dưỡng cho hơn 1,9 triệu học sinh tại gần 4.300 trường tiểu học bán trú tại 62 tỉnh thành trên toàn quốc. Ngoài ra, chương trình dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em cũng đang được triển khai toàn quốc với hơn 1 triệu bà mẹ tiếp cận và sử dụng các nội dung của chương trình trong chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cho các bé.